Mommy, Daddy and Babies. Chào mừng bố mẹ và các bé đến với kênh YouTube của cô Gia Vy. Animals are awesome and kids love animals. Not only so, animals can help your kids be smart, develop social and emotional intelligence. Các con vật thật là đáng yêu, phải không nào các em? Không những vậy, các con vật còn có thể giúp cho các bé phát triển trí thông minh, cảm xúc và xã hội. What are you waiting for? Let's learn animals with your baby. Không chần chờ gì nữa, bố mẹ và các bé ơi, chúng ta hãy cùng học các con vật thôi nào. Let's sing along and dance with me, Chappie. Alright, are you ready? Now, bố mẹ và các bé cùng hát và chuyển động cơ thể với cô Chappie nha. Stay tuned until after the song to get the lesson summary. Now, let's get started. Bố mẹ và các bé hãy cùng chờ đến cuối video để nhận được những chia sẻ và bài học ngày hôm nay cùng cô Chappie nhé. I hope you enjoy the videos. Keep on learning, singing and having fun. Cô Chappie hy vọng là bố mẹ và các bé đã thích và học được những điều bổ ích từ video này. Cảm ơn sự theo dõi của bố mẹ và các bé. Để tích lũy thêm nhiều bí quyết cho bố mẹ và các bé, subscribe for more videos. Nếu bố mẹ và các bé có bất cứ khó khăn nào, hãy để lại comment trong phần bình luận ở bên dưới. Cô Chappie sẽ tư vấn thêm cho bố mẹ và các bé. Để được cô Chappie tư vấn thêm nha.